Ok, vậy thì xin chào bạn, chúng ta sẽ trở lại Hot Shop A14 đi. Và hôm nay rằng là chúng ta sẽ tiếp tục campaign của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thì thực sự mà nói ra cũng là rất lâu lắm rồi. Cực kỳ lâu lắm rồi. Thì mình có thể thể hiện rằng là tại sao lại lâu lắm ở đây. Là các bạn nhìn số lượng sếp mà mình đã từ lúc đó đến giờ nhá. Là mình đã chơi từ lúc đó đến giờ. Thực sự rằng là rất là nhiều. Và cộng với cả việc rằng là mình quay video với cả tự mình chơi mà, thì vậy nên rằng là nó có quá nhiều thứ đã xảy ra. Thôi rồi kệ đi, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục campaign của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thì hôm nay rằng là chúng ta sẽ không phải đánh là đánh Liên Xô. Tại sao? Bởi vì rằng là mình quá lười rồi. Đánh Liên Xô ấy rằng là nó sẽ làm các bạn nó bị tâm thần. Nếu nói thẳng ra là vậy, sẽ bị tâm thần khá nặng nề. Thì vậy nên rằng là hôm nay chúng ta sẽ chơi cheat tiếp. Lần này không phải là chơi cheat kiểu rằng là đánh hỏa nhân hay là cái gì mẹ gì cả, mà chúng ta sẽ cho Anax luôn. Oh, what the fuck, chuyện gì vừa xảy ra đấy. Là để mà Anax bọn Soviet ý, thì chúng ta sẽ ấn là Anax. Thực sự rằng là mình quá chán rồi, mình không thể đánh được nữa. Và bây giờ chúng ta cùng đợi nào. Đợi thôi. 5 4 3 2 1. Không phải 5, không phải 4, không phải 3, không phải 2. Ok, được rồi, ok. Coi như rằng là chúng ta chiến Liên Xô rồi. Thực sự rằng là mình không thể đánh nổi nữa. Liên Xô thì nó quá căng. Thực sự nó quá căng, thì vậy nên rằng là thôi rồi. Và bây giờ ấy thì rằng là đầu tiên mình sẽ muốn hạ các phiên rộng của Liên Xô nhá. Nhà máy có nhiều, tuy nhiên rằng là chúng ta không còn nhiều thế cả đâu. Main subject ở đầu tiên là Occupied Territories. Thì đầu tiên rằng là chúng ta sẽ không muốn thả Nga bộ nhá. Mình sẽ muốn chia cắt nước Nga ra thành toàn bộ rất nhiều phần, cực kỳ nhiều phần luôn. Thì vậy nên là nó cứ bình tĩnh. Thì mình sẽ xem nào. Đầu tiên là thả Uzbek này, Release này. Mình biết rằng là mình sẽ tạo ra một con quái vật, nó sẽ trông xấu vãi cả trưởng ra ấy. Nhưng mà kệ mẹ nó. Chu vào Republic. Giả tiếp Turkman Republic. Giả tiếp luôn. Đứa nào cũng ra hết. Không cần bộ mày trong cùng một quốc gia đâu. Cho nước Nga là yếu hẳn đi. Thực sự nó Nga yếu hẳn đi thì mình thấy rằng là cũng không ăn được sư đoàn của nó đâu. Mấy bạn bảo rằng là đánh NATO. Đánh NATO ấy hả? Thực sự rằng là mình cũng khá là suy nghĩ ấy. Bây giờ nếu đánh NATO ấy thì rằng là mình sẽ phải sáp nhập Mỹ vào. Thực sự rằng là anh Mỹ mà còn đấy thì chúng ta sẽ không ăn NATO đâu. Thì vậy nên rằng là bây giờ cứ xử lý xong Warsaw đã. Rồi sau đó rằng là mình sẽ tính xong rằng là có nên thành lập đánh NATO hay không. Thì chúng ta sẽ tính. Mình vừa thả cái gì ra đấy. Hơi khó hiểu nhỉ. Nói chung một số cái nó sẽ là các bạn phải tự hỏi rằng là what the fuck, nó là cái mẹ gì đấy. Sau đó rằng là ở phía nam này thì chúng ta sẽ thả ra khá là nhiều quốc gia thế này nhá. Chắc chắn này, Belarusian, như là đây là Nga trắng này. Và sau đó rằng là Azerbaijani, Armenian Socialist Republic. Và sau đó cuối cùng rằng là chúng ta sẽ thả nước Nga ra nhỉ. Thực sự mà nói ra Nga thì nó sẽ hơi có đây này. Nga sẽ gọi tên khác, đó là tên gì? Tên gì? Đâu rồi? Union of Sovereign States, rằng là liên bang của các quốc gia thống nhất với nhau à? Các quốc gia có chủ quyền à? Chả biết lắm. Thì sau đó rằng là bây giờ thì mình sẽ cần phải xếp lại mặt trận nhá. Thì thực sự mà nói ra ấy thì nó sẽ bị loạn, bởi vì rằng là lính của bọn phe Warsaw vẫn còn đây. Tuy nhiên rằng là nó sẽ bị kiểu yếu thiếu supply ấy. Thì vậy nên rằng là đi một lúc thì nó sẽ hết hơi và sau đó sẽ bỏ luôn. Rồi ok. Thì bây giờ rằng xếp lại tí đi nhỉ. Lực lượng này thì rằng là sẽ nhập vào đây của tôi coi. Rồi mình sẽ cho Che Guevara là một ông tướng riêng nhá. Và sau đó rằng là Văn Tiến Dũng tướng riêng này. Đây. Ở bên này thì mình đang xem lực lượng có những ông nào nhỉ. Đây, 24 sư đoàn đây. Thì mình sẽ muốn rằng là quay ra đây xử cho mình cái bọn này cái đi này. Đấy nhá, mình sẽ tấn công cả từ Anh Trung Quốc nhá. Xử lý này. Và sau đó rằng là mình sẽ gọi Trung Quốc là Call to Arms vào Vietnamese Romanian War. Rồi ok, rất là cảm ơn các anh. Và sau đó rằng là sư đoàn này tập trung vào đây này. Đấy, rồi ok, vào đây. Vào đây. Tất cả chỗ này sẽ thành lập mặt trận mình xử lý Anh, Ba Lan, Romania đủ kiểu. Thì bây giờ ấy thì rằng là bởi vì là Anh Romania với cả rằng là Anh Mông Cổ là hai faction duy nhất, hai quốc gia duy nhất còn trong khối Warsaw, còn lại bọn kia nó đều là tự độc lập cả ra mà. Thì vậy nên rằng là chả sao đâu. Tiếp theo ấy là máy bay.
Máy bay thì bởi vì rằng là chúng ta gần như là bị đánh sập hết toàn bộ sân bay chúng ta thế này rồi, thì vậy nên rằng là thực sự bây giờ rằng là mình quá lười suy nghĩ rằng là kiểm soát máy bay là đi đâu về đâu hay làm cái mẹ gì nữa cả. Tất cả các anh thì hãy bay đi đâu mà các anh muốn. Anh này sẽ vào đây đấy chưa, rằng là phần lớn máy bay của mình ý thì đều rằng là bị phá hoại, phá sạch sân bay rồi, với cả hoặc là bị thiếu slot máy bay, thì vậy nên rằng là cũng khá là mệt mỏi để xử lý. Ở đây cho tôi vào đây nữa này, và lực lượng này sẽ vào đây hỗ trợ này. Hết chưa? Ở chắc hết rồi. Thôi rồi, triển khai rồi đấy. Thì rằng là chúng ta sẽ có Vodogo ở đây, rằng là cái bọn này nó đang sẽ còn bẩn với cái xấu hơn nữa. Thì rằng là thực ra mà nói ra thì mình đã định đăng một cái ảnh khác thay vì cái ảnh mà chúng ta thắng rồi ấy lên trên Facebook ra, thì đáng lẽ là mình định đăng cái ảnh kiểu này cơ. Tuy nhiên rằng là thôi kệ mẹ đi. Tại sao rằng là có hỏa nhân đây? Thằng nào đánh bom đấy? Thằng Liên Xô đánh bom đấy à? Mình có bật đâu nhở? Mình không bật đánh bom mà. Có nghĩa hàng cha là đánh bom đấy à? Mày cứt nhở? Mày ghê phết đấy con ạ, mày ghê phết đấy. À, còn mình nghiên cứu ý, thực sự mà nói ra là, mình không quan tâm cho lắm. Vũ khí có vẻ như rằng là chúng ta sắp đủ này. Còn bị thiếu gì nữa không? Sao Light Theory mình thừa nhiều đấy, 22.000. À mình nuốt của Nga, Nga mình nuốt quá nhiều thì vậy nên rằng là chúng ta mới có nhiều vũ khí thế được. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Thì ở bên Mông Cổ ấy thì vẫn còn một số lính của người Đức. Thì vấn đề rằng là anh Đức thì anh không có lắm. Kiểu anh không phải đồng minh của anh Mông Cổ mà. Với cả rằng là Mông Cổ là một quốc gia landlock, có nghĩa rằng là không tiếp giáp với biển. Thì vậy nên rằng là nó không nhận supply gì cả đâu. Chu Online. À, ở đây Giao là Chu and Online. Thực sự ấy là tiếng Trung với cả tiếng Việt nó có khá là nhiều cái đặc điểm giống nhau ấy. Lúc mình sang Trung Quốc ấy thì rằng là mình nhìn cái đằng sau công an của nó ấy, ghi chữ công an luôn, chữ Latin luôn là chữ công an. Republic Moldova has capitulated. Nói chung là những cộng hòa mình sẽ thành lập ra ấy thì khả năng cao là nó sẽ bị sụp đổ khá là nhiều. Ở phía nam này thì mình đang đéo hiểu rằng là mình thành lập cái gì ở đây. People's Republic of Ossetia, Armenia, sau đó rằng là cái bọn gì đấy, Abkhazia. Hình như rằng là bọn này nó đã nổi dậy chống lại quân đội của người Armenia sao nhỉ? Sau đó người Nga tham chiến vào đấy. Ồ vãi, cứ là chiếm Sevastopol cả. Cái này hơi căng nhỉ? Hơi bị căng quá đây. Rồi ok, tôi chuyển chậm ấy. Các mau lên nào. Hổ đây, chỗ này nó hỏng không rồi này. Cancel the land list, chiếm vào điệu tôi coi. Đây anh vào đây, chặn tôi bọn này lại vào này. Anh cắt vào đây được không nhỉ? Cắt xuống quay Death Star luôn đi. Dầu mỏ chúng ta sẽ không thiếu đâu. Thực sự là nó là ngàn đời chúng ta không thiếu được. Bởi vì bây giờ rằng là mình chiếm là những cái khu vực nào nó có nhiều dầu mỏ nhất, như kiểu là Ả Rập xong rồi là Nga rồi. Tuy nhiên rằng là mặt trận của bọn này lần này nó vững hơn lần trước ý. Lần trước mình chơi rằng là nó kiểu loạn hết lên ý. Sau đó rằng là mình đã nhân cơ hội của đó để mà chọc qua mấy cái lỗ hổng để mà xử lý bọn nó. À mày giữ kịp ấy. Sau đó rằng là mày xuống đây đi. Nếu bây giờ ấy mà mình sập bọn Romania rồi thì anh Mông Cổ sẽ chết luôn. Cùng với đó rằng là toàn bộ lính của cái bọn Đức vẫn còn đây. Đây này, bọn anh chết sạch rồi này. Attrition là 19% nhá. 19% thì mình không biết rằng là lớn hay không, thì bình thường là khoảng tầm 3% hay 4% thôi. Giờ là 19%. Đấy nhá. Một lúc nhá, một lúc nữa thì bọn nó hết sạch supply được, còn bây giờ vẫn chưa hết. Miễn rằng là bọn nó không có cái cảng nào ở đây thì vẫn ok đấy nhá. Vẫn ok thôi. Anh xuống cái đất xa tôi này. Còn ở bên như này như nào nhá. Anh vào đây ở tôi đây. Cái gì AD à, của Czechoslovak Republic à? Chúng ta vẫn vũ khí như nào nhỉ? Đủ, sợ mẹ gì? Mình quá lời nghiên cứu này. Free Military Factories à? Vào đây hết luôn, quan tâm cái đéo nữa. Bỏ đi này, bỏ đi này. Thêm máy bay à? À, máy bay của anh Liên Xô. Ôi rồi, hẳn là anh Liên Xô mạnh. Ôi rồi ôi. Các bạn nhìn này, 10.000 máy bay Close Air Support. Sau đó là 9.700 Close Air Support đời 3. Khiếp. Hẳn nào. Tất cả dân số của mình nó không đủ để mà có thể kiểu triển khai toàn bộ chủ máy bay được ấy. Đây, 3,7 triệu này mình không thể triển khai được. Thôi kệ mẹ đi nhá, kệ mẹ đi.
Hello. Chia nhau ra. Hơi nguy hiểm nhỉ? Vấn đề rằng là ở chỗ Sevastopol này thì nếu mà chúng ta không xử lý sớm thì nó sẽ khá là căng đấy. Xuống đây xử lý này. Đấy, bảy anh xuống đây. Nguyên hữu ân Chia nhau hai ra. an. Chờ bên lâm. Anh xuống đây ở tôi, Chris Downey ở Chiến đấu. vòng quay Odessa nhá, bao vây tầm một lực lượng của bọn Chiến nó ở đấu. Moldova đi. Hãy chia nhau ra. The fuck? Cộng hòa Tu Van sụp đổ. Hơi buồn tí, không sao cả. Hình như là Cộng hòa đó thủ đô Tiến Ulaanbaatar của cái bọn Mông Cổ sụp đổ rồi nhá. Thì bây giờ rằng là lên. mấy anh hãy đi chiếm nó đi. Để mình nghĩ rằng là chiếm vài tỉnh thôi rằng là nó sụp đổ luôn này. Còn ở bên này tình hình rằng là vẫn đang khá là nguy hiểm nhỉ. Mình sợ rằng là nó chiếm cái cảng ở đó ấy. Kiểu mở tận Chia đây được nhau ấy. ra. Thì rằng là chúng ta sẽ ăn cứt. Tiến lên. Chiến đấu. Đấy nhá, xanh vào đây, xanh lên crystal này. Đấy. Khá là ổn, khá là ổn, khá là ổn. Phía bắc này như nào? Đây bọn nó bị hở hàng này. Hở hàng. Rồi ok. Mấy anh đi vòng qua đây này, mấy cái vị trí rất là hở này. Chia nhau Bởi vì ra. rằng là phần lớn hoặc là cũng là phần nhiều lực lượng lính của người Ba Lan ấy đang bị kẹt chỗ phần đất bên này này. Thì vậy nên rằng là bọn nó mới đang kiểu là đang bị hơi bị Chia nhau thiếu ra. hàng một chút. Hãy chia nhau ra. Máy bay Mỹ ở trên trời. Hãy chia nhau ra. Chiến đấu. Chiến đấu. Hãy phân tán hết ra. Chiến đấu. Chúng ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra đây nhá. Lượng lính của mình từ bên Mãn Châu bây giờ mới đang sang nhá. Chia nhau ra. Thì thực sự mà nói ra rằng là di chuyển nó khá lâu. Thì vậy nên rằng là dù gì cũng phải đợi thôi. Anh ông cổ chắc là sẽ chết sớm rồi này. Còn bây giờ thì North Korean Victory at the DMZ. Hình như rằng là mấy anh này đánh nhau ở bên phía DMZ. Nhưng mình nhớ rằng hồi trước ấy là hai anh này đánh nhau lần hai cơ. Là có Second Korean War ấy. Hình như sau đó là anh Hàn Quốc thắng. Chả nhớ lắm nhưng mà nói chung rằng là cũng khá là mệt mỏi. Hãy chia nhau ra. Xử lý nó đấy. Second Korean War luôn này. Cái gì đấy? Democratic People's Republic declare war Supreme Council for National Reconstruction of the Republic of Korea là hội đồng tối cao để cho xây dựng lại Bắc Triều à đâu của Hàn Quốc. Chia nhau ra. Có gì hãy like subscribe của kênh mình nhé. Like subscribe channel của mình đang trong giai đoạn khá là yếu kém thì vậy nên rằng là hôm nay thì mình đã có làm lại cái này. Và chính ra rằng là hôm cái này thì mình cũng nghĩ mãi là có nên làm tiếp cái này hay không ý. Kiểu nghĩ đi nghĩ lại là bởi vì là cũng có nhiều người bạn bảo rằng anh ơi anh Chia làm nhau lại ra. cái Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đi. The fuck, lính bọn này hóa ra rằng là không có supply đây à? Hà nào, bởi vì rằng ấy, nhắc lại nhá, là bọn này không phải là đồng minh với nhau. Nên rằng là cái việc nhận supply của nhau thì nó cũng là một cái việc nó cũng hơi khó hay sao ấy. Nên rằng là bởi vì rằng là Chia nhau ra. anh Czechoslovakia anh không phải liên minh đồng minh với cả anh Ba Lan này, anh Romania. Thì vậy nên rằng là mấy anh chết ở đây khá đau đớn. Máy bay Mỹ ở trên trời. Chính là xuống đây gặp anh Bulgaria ấy, thì anh Bulgaria nó khá là mạnh. Thì vậy nên rằng là chúng ta cũng cần phải hơi né một chút. Lực lượng của mình ở trên phía bắc này nó tập trung được chủ yếu. Nó thớt 3 độ Seoul nữa. Ui. Nó nhanh nhở. Chiếm cả Seoul rồi cơ. Hình như rằng là đây là trước khi mà người Mỹ à đâu. Ui. 1956 nhá, à 1966 nhá. Hồi trước rằng là mình chơi cái campaign Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũ ý, là mình chơi tận năm khoảng tầm năm 19 bảy mấy rồi nhỉ? 70 hay sao ấy. Giờ lag quá mình không chơi nữa. Lag lát cả trường ấy. Lính Mỹ hạ đi. Mấy bạn bảo rằng là mình chơi tiếp đánh NATO thì NATO có lẽ là hơi khó nhỉ. Bảo rồi, nếu mà đánh NATO ấy thì rằng là chúng ta sẽ chỉ có thể là kiểu annex Mỹ nhá, chiếm Mỹ rồi sau đó mới đánh NATO thôi. Kiểu dùng cheat code để đánh Mỹ. Thì tuy nhiên rằng là bởi vì hiện tại là chúng ta đánh Liên Xô không nổi nữa đánh NATO của gì. Thực sự mà nói ra NATO mạnh hơn nhiều so với Liên Xô trong cái mod này nhá, trong mod này. Thì vậy nên rằng là cái việc đánh đánh bại của nó thì nó sẽ hơi khó một chút các bạn ạ.
thực sự là hơi khó một chút. Đây, hạ mày xuống đây này. Grass laptops này, vào đây này. Đây là đất Belarus à? Mấy anh lính ở đây chết sạch rồi thì cũng chả điểm gì lắm cả đâu. Anh này sẽ quay trở lại lính của anh Che Guevara đi vậy. Còn ở phía nam này thì rằng là mình không ngờ lính bọn Romania còn nhiều thế đấy. Em bao vây qua đây này. Đi 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 đi. Dance là Danzig hồi trước nhá. Bây giờ đổi tên sang Ba Lan, nó tên là Dance kiểu này. Sau đó là thủ đô mới sau khi mà Warsaw sụp đổ ấy, thì thường thủ đô của nó sẽ ở Szczecin, không biết cái đọc của gì, Frankfurt under Oder, à đây. Ở cái gì sao lại có Frankfurt đây nhỉ? Mình tưởng Frankfurt trên này ấy. À đâu Frankfurt đây à? Hả? Không biết đấy. Anh xuống đây này, cắt vào đây hộ tôi, cắt vào đây, cắt vào đây, cắt vào đây, cắt vào đây. Xuống hết đi. Chính là anh Ba Lan ấy, anh có cây gì không nhỉ? Bởi vì anh Ba Lan thì nếu mà nói ra cái vùng đất này ấy, thì khi mà anh Ba Lan chiếm gần như rằng là cũng ít người ở Ba Lan sống ở đây lắm. Thì sau đó rằng là họ mới bắt đầu chiến dịch rằng là đuổi người Đức đi. Và sau đó rằng là mới có được Ba Lan ngày hôm nay. Nhưng mà nhá, cái phần đất cũ của đất phổ ngày xưa của đất Đức này với cả rằng là cái phần đất Ba Lan cũ ấy, thì như rằng là cái lý tưởng chính trị của họ theo khác nhau rồi ấy. Thì mình không rõ như nào đâu. Mình không nhớ là như nào bởi vì hồi trước rằng là mình có xem cái bản đồ ấy, rằng là cái phần những cái tư tưởng chính trị của họ là bầu với đảng nào ấy, rằng là nó kiểu chiềm đôi, một phần đất cũ của đất phổ ngày xưa thì nó sẽ bầu cho đảng khác, còn phần còn lại thì nó sẽ bầu cho cái đảng phần của Ba Lan sẽ bầu cho cái đảng gì ấy. Hình như rằng là cái phần của Đức ngày xưa ấy nó sẽ thường bầu cho cái đảng cấp tiến hơn, còn cái phần của Ba Lan gốc thì rằng là nó sẽ bầu cho đảng bảo thủ hơn hay sao ấy. Warsaw sập chưa? Chưa sập à? Xuống đây tôi coi. Vượt sông đi các anh ơi. Hai sư đoàn vào đây của tôi coi. Ê, lại không kịp. Hey, trời ơi. Rất cảm ơn các anh là muốn cho mình thêm khoảng tầm 500 cái motorize mỗi tháng. Chính là lên show bây giờ có bao nhiêu mà nhà máy nhỉ? Mình nghĩ rằng là cũng còn khá là nhiều ấy, 113 58 hai sư đoàn rồi ok. Bao giờ mình NATO mình sẽ cần bọn nó đấy. Chính ra là ấy, bây giờ là muốn thành lập Việt Nam vô địch không? Để mình làm nhỉ. Yes man. Diplo. Để mình tìm nhá, bởi vì rằng là hôm nay là mình cũng ngồi nghĩ trước rằng là nên làm cái gì ở đây. Allow deploy. Allow deploy. Rồi ok, thì bây giờ rằng là mình sẽ thành lập với cả anh Liên Xô rằng là create faction và sau đó rằng là thành lập là Việt Nam vô địch. Bởi vì nhá, các bạn nào không biết ý, ngày xưa rằng là mình có chơi campaign và Việt Nam mình thành lập được phe phái rằng là mình thành lập Việt Nam vô địch ở đây và sau đó rằng là bây giờ chúng ta sẽ ngắt lại với cái này đi cái. Yes man. Và allow diplo. Rồi ok, đã xong. Và bây giờ chúng ta có Việt Nam vô địch rồi. Xem nào. Fair fight. Rồi ok. Việt Nam vô địch. Bây giờ là một Warsaw Pact này. Phe NATO thì nó à đâu cái gì ấy? The fuck cái gì đây? Alcora exercise là giữa bọn Saudi Arabia với cả là bọn Nam Phi à. Rất là to lớn các bạn ạ, rất là to lớn. Trông đẹp nhỉ? Đẹp phết đấy. Thôi là không sao cả. Anh Ba Lan gần chết nơi rồi này. Sau đó anh Romania thì mình nghĩ rằng là cũng khả năng cao là cũng gần chết tới nơi rồi chăng. Chưa chết lắm nhưng thôi cũng được. Tấn công đi cái này. Tấn công Krakow tôi đi nào. Mau lên nào. Xử lý đi. Tuy nhiên là cái liên minh kiểu này thì mình xem nào. Chúng ta có 116 lính trong khi đó là mình có 107. 917 nhà máy. To phết nhở, Việt Nam mình có nhiều nhà máy người Liên Xô. Được.
Việt Nam mình bây giờ rằng là một cường quốc kiểu sản xuất khá là nhiều nhà máy vũ khí trên thế giới luôn. Tất nhiên là cũng chưa bằng Mỹ đâu, nhưng mà cũng khá là nhiều. Sập trên Ba Lan rồi. Sập chưa, sập chưa, sập chưa. Lại ở Rock Cloud nữa. Mấy món nhở. Nhanh Ba Lan. À đây rồi, ok. Đã sập rồi nhá. Thực ra mà nói thì rằng là mình sẽ muốn chiếm Ba Lan. Rồi sau đó rằng là mình sẽ muốn một nước Đức nó mạnh hơn rất là nhiều ấy, là mình sẽ cho bọn Đức nó chiếm lại mấy cái tỉnh cũ ngày xưa ấy. Thì vậy nên rằng là bây giờ thì xem nào. Thôi rồi, thế có xét đã nhá. Tạm thời nhá, tạm thời nhá. Rồi sau đó rằng là có gì mình sẽ thả vào sau sau. Chia nhau ra. Chiếm tôi Đông Berlin nhá. Không kịp rồi, không kịp rồi. Không sao cả. Đánh bọn này là chủ yếu là thời gian còn lại chứ, bởi vì rằng là thực sự rằng là bây giờ quân đội chúng ta sẽ áp đảo về số lượng. Phần nhiều quân đội của phe đồng minh Warsaw hồi trước là đã bị bắt đầy rồi. Thì vậy nên rằng là mọi chiếc sạch ở đấy luôn. Còn bây giờ thì rằng là chủ yếu chiếm được cả Bucharest rồi cơ. Chia nhau ra. Để chiếm lên đây của tôi đi này. Vào đây của tôi đi này. Tiến Anh ấy chiếm tôi vào đây này. Anh ấy chiếm tôi Constantina này. Vào đi, vào đây, vào đây, vào đây. Còn phía bắc này thì mình đang không biết rằng là nhỉ. Ban đầu ấy rằng là mình muốn cho anh Đức này anh chiếm cái khu vực phía là Sudetenland cơ. Tuy nhiên rằng là Sudetenland bây giờ đã bị sáp nhập vào anh Czechoslovakia rồi. Thì vậy nên rằng là cũng không thể nào thành lập một nước mạnh như là hồi trước nữa. Cứ kệ mà cái này nhá, bởi vì rằng là bây giờ thì chúng ta nghiên cứu hay không nó chả để làm cái gì cả. Ôi rồi, game hơi lag một chút. Hình như rằng một lúc nữa ấy, thì là anh Pol Pot sẽ nổi loạn lên ở chỗ Campuchia. Và vậy nên rằng là chúng... À đây này, anh này là bị đảo chính rồi này. Rằng là cái thằng cha Monarchist của thằng Campuchia đã đảo chính. Và bây giờ rằng là thay vì bọn nó thành cộng sản thì bọn nó trở thành cái vương quốc Campuchia. Norodom Sihanouk, thằng cha này như nó cứ đi đảo phe nhiều lúc lắm. Chia nhau ra. Mình thề rằng là bây giờ anh Romania sụp đổ ấy thì rằng là cái anh Mông Cổ sụp đổ luôn, xong hết luôn. Tuy nhiên rằng là anh Romania mãi chưa sụp đổ và chúng Chia ta nhau phải ra. chiếm quá là nhiều thủ đô bọn nó. Anh giữ tôi thằng này lại Chia nhá, nhau anh ra. giữ tôi thằng này lại nhá. Đấy, Chia nhau ra. anh đi vòng qua đường này này. Boom, sắp chết, sắp chết, sắp chết, sắp chết. Tại sao thủ đô mới của bọn nó lại đang ở chỗ thành phố của người Bulgaria nhỉ? Chia nhau ra. Treaty of Craiova và lên đây này. Mấy anh thì sẽ ăn vào đây này. Chia nhau ra. Khổ thế, mệt mỏi nhỉ? Mệt mỏi không các bạn? Mấy cuộc chiến của này thì mình thấy rằng là kiểu đánh nhau nó khá là mất thời gian ấy. Đây, rồi ok. Romania sụp đổ rồi, thì vậy nên rằng là bây giờ thì mình sẽ cho anh Moldova nhỉ. Moldova ban đầu nó bên này này, tuy nhiên là tại vì sao là mình nó chuyển sang bên này mình không hiểu lắm. Moldova. Đây rồi, ok. Mình sẽ cho nó Moldova này. Và sau đó rằng là sẽ anh cho anh cái anh Ukraine cái mảnh thế này nhá. Đúng nhỉ? Không, không đúng đâu. Moldova nó hơi to nhỉ. Thôi rồi, sau đó rằng là mình sẽ thành lập phiên dậu đi. Puppet, puppet, hết điểm. Puppet, puppet, rồi, ok, đã xong. Anh Mông Cổ mới thì đáng lẽ ra rằng ấy, nếu mình có thành lập cái phe nội Mông ở trong Trung Quốc ấy, thì là mình sẽ sáp nhập luôn cả nội Mông và Mông Cổ này cơ. Thì tuy nhiên rằng là thôi kệ mẹ đi vậy. À, anh này là mình mất hai sư đoàn à? Anh làm ăn hại đấy à, anh ơi.
Lực lượng này sao mày hỗ trợ tôi cái nào? Tấn công và cho tôi cái anh Đức. Rồi ok, xử anh Đức đi. Vào đi, vào đi, vào đi. Có vẻ như rằng là tấn công Đức nó khá là khó nhở. Tuy nhiên rằng là quân đội của nó không đủ, bị kẹt quá nhiều lực lượng ở đằng kia nên là bọn nó bị chết ở đây. Đây này, có mấy sư đoàn nhỉ? Anh này thì 11 đến 28 sư đoàn thì mình nghĩ rằng là tính ra là cũng không phải, cũng bị kẹt khá là nhiều còn lại đằng kia. Vượt đội hình ra này. Thế còn anh Czechoslovakia sao nhỉ? Anh Hungary sao? À đây. Tấn công, tấn công, tấn công, tấn công, tấn công, tấn công, tấn công. Mình rất muốn rằng là một lần được sang châu Âu nhá. Nhưng mà ai chả muốn được sang châu Âu một lần. Tuy nhiên rằng là mục tiêu của mình đây này, Cambodian Civil War này. Thì bây giờ rằng là chúng ta sẽ có Pol Pot với cả anh Kingdom of Cambodia. Thì anh Pol Pot thì anh này chết mẹ đi này. Đây này, thằng này là theo chủ nghĩa Mao. Thì rằng là ông ok không? Ông này không ok đâu. Thôi rồi ok kệ đi. À mà với cả rằng là ở Campuchia ấy, thì chúng ta sẽ bị mất Campuchia nhá. Thì một lúc nữa cũng sẽ bị mất luôn. Thằng cha này phân loạn lên này, thì vậy nên rằng là cũng khá là buồn. Tuy nhiên rằng là thôi rồi không sao cả, mất một mảnh đất được không sao. Mấy anh ấy xuống tôi Sofia này, xuống đi xuống đi xuống đi. Giờ thì mình không nghĩ rằng là bọn có thể làm gì mình đâu. Chiếm tôi ở đây này, anh chiếm tôi lên đây này. Vượt sông của tôi coi. The fuck? Lại sập à? Mẹ nó, mày làm cái gì mà cứ sập từ nãy giờ đấy? Lực lượng chúng ta hơi mỏng đấy, nên rằng là có lẽ rằng là bởi vì vậy nên các bọn Bulgaria từ nãy giờ nó cứ đi làm khó khăn mình ấy. Đã xong, rồi ok, anh này thì mình nghĩ rằng là sẽ cướp hết đi. Cũng chả làm cái gì nữa đâu. Đã xong, đánh nốt nào, mau lên nào, cố lên nào. Còn một tí nữa thôi. Thực sự được tình huống ấy là mình cứ nhìn cái fan của mình. Mình có Ai Cập từ bao giờ nhỉ? À nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Coptic Republic has my true as Coptic Republic cái gì? Fan mình khá là to nhỉ, thực sự ấy. Sau đó rằng là bây giờ mình đánh nhau cả bọn Triều Tiên với cả anh người Mỹ đổ bộ đến đây rồi cơ. Vãi cướp, anh người Mỹ đánh nhau cả anh này cơ. Căng phết nhỉ. Còn anh Nhật Bản thì rằng là bởi vì chúng ta cũng không có thuyền lắm ấy. À đâu, mình có 5 thuyền nhỉ. Hay rằng là chúng ta đi leo Nhật Bản nhỉ? Cũng được, thì bây giờ rằng là đầu tiên ý, thì mình sẽ muốn là nhất Fargo này, Concord này. 200, 125 ngày à? Ok. Sao mình nhận Anshushi nào. Và sau đó ý, rằng là mình sẽ muốn là nhất Fargo với cả rằng anh Yugoslavia nhá. Chính ra rằng là mình cũng không chắc là chúng ta đánh được anh Nhật không ý. Nhật ý thì rằng là thuyền bao nhiêu? Không có thuyền, rồi ok. Tuy nhiên rằng là nó sẽ có phòng thủ quân đội đây, thì vậy nên rằng là khoảng tầm 15 48 sư đoàn à. Hơi căng đấy, hơi căng, hơi căng, hơi căng. Đấy tạm thời nhá, vì rằng là mình sẽ hủy này đã này. Tạm thời đã nhá. Tạm thời, bình tĩnh. Justify lại nữa này. Đấy, rồi ok. Đấy cứ đi xử lý đi. Mình quá thừa điểm của lực PowerPoint rồi, thì vậy nên rằng là sẽ cần à đây rồi ok. Anh Hungary sụp đổ nhá. Thì anh Bulgaria như nào nhỉ? Hơi khó, hơi khó, hơi khó. Anh vào thẳng Prague luôn, sợ mẹ gì. Còn ở đây thì rằng là tình hình là cái anh Đức anh đang là làm việc hơi quá nhỉ. Foreign claims chỗ này mình gọi cho anh Đức rồi này. Ok, cứ đợi tí đã. Và đây rồi cái cắt bọn anh làm hai này. Hình như rằng là Bratislava là cái tỉnh này là thủ đô của Cộng hòa Czech, Cộng hòa Slovakia này sao nhỉ? Hay rằng ở đâu nhỉ?
cắt bọn Cộng hòa tiếp khắc ra đánh hai này. Ngày xưa ấy, bởi vì rằng là ông mình là cũng là ông Đoàn Đình Thiệp à. Ừ, sao mình cứ nhầm cái ông Tiệp Khắc. Nó cứ ghi là cái khóa viện Tiệp Khắc. Cái mẹ thì mình cứ nghĩ rằng là hình như là ông mình là tên là Thiệp. Xong rồi là hình như là cụ mình là Tiệp. Xong rồi rằng là cụ mình đã khắc lên cái khóa này. Xong rồi mình cũng thấy tự hỏi rằng là đéo hiểu. Mãi về sau rằng là mình biết là có quốc gia Tiệp Khắc. Mẹ mình bảo là có hồi trước rằng là có quốc gia Tiệp Khắc thì mình mới biết được chứ. Ấn Độ tôi coi vào đây. Rồi ok. Sau đó thủ đô mới của cái bọn Cộng hòa Tiệp Khắc này sẽ là ở Bratislava nhá. Ờ sao lại để mất Budapest này? Bây giờ bọn Hungary mà sụp đổ thì nó cũng khá là mệt đấy. Đừng để bị sụp đổ này anh ơi. Ô, lính của anh Đức điêu hết rồi nhỉ? À, số phía Nam hết rồi này. Bởi vì rằng là lính bọn nó không đủ để giữ toàn bộ mặt trận nói. Thì vậy nên rằng là nó mới đang bị giãn ra quá mức như này. Đây, anh xuống đây của tôi cái nào. Lại bị cắt làm hai à? Ở phía Nam này tấn công xuống đi. Mau lên nào. Hổ thế cơ. Mẹ cứ sập từ nãy giờ. Còn ở bên này thì rằng là tình hình có lẽ rằng là hơi căng rồi đấy. À, lần này tình hình rằng là rất là mệt mỏi. Mình cũng đéo hiểu sao lần này nó chơi khó thế được cả. Thôi rồi ok. Bao vây tàu này cả đi. Cái bọn chết tiệt Bulgaria từ nãy giờ mà nó cứ làm mình khó nhở. Hồi đấy tưởng bao vây rồi, hóa ra này ăn cướp luôn cả tỉnh Constanta kia nữa kìa. Điên luôn chứ lệ. Đây, anh vào đây của tôi cái nào. Ăn tôi Sofia đi cái. Anh cái này cơ mà. Sven, à đâu, vào Sofia đi. Đấy, đi đi. Ngồi lên nào. Bao vây để tôi diệt tôi coi. Khổ thế, bọn mày đừng có để bao vây nào. Cứ làm ăn, làm tiếc, nó cứ bị sao ấy. Đấy, vào. Ok, đã xong. Thủ đô mới đâu? Ở Varna. Đấy, vào đây luôn nào. Vào luôn. Cái gì nào? Ở phía Nam nó hết rồi. Ơ. Hồi đấy chắc sao bên này nhiều quá này. Đấy cả rằng là mấy anh tràn xuống đây nào. Vào luôn. Thì nếu bây giờ rằng là Bulgaria mà chiếm cái tỉnh Varna bọn nó thì nó có sập luôn không? Mình sẽ đoán là chưa lắm. À đó chắc là cũng vừa đấy, Ở phía Bắc này mình nên bị đẩy lui bởi cái anh Đức này cơ. À, có vẻ như phía Bắc này lính của mình không được dàn trải ra chuẩn lắm ấy. À, tại sao mấy anh lại xuống đây? Ơ, à, mình tưởng là mình chỉ định lên trên này cơ mà nhỉ? Khó hiểu đấy. Khó hiểu vãi các trưởng lính của mình ấy. Brezhnev Doctrine thì bây giờ rằng là Alexei Balov Crime Fighter. Ok, biết tạm là vậy. Xong đây tôi coi. Sập. Sập chưa? Chưa sập. Điền vãi các trưởng ra. Anh xuống đây tôi cái. Chiếm tờ Plodiv. Mau lên nào. Số mau. Đấy, ok. Xuống. Anh đứng yên đây này. Plodiv có người phòng thủ à? Khổ thế nhớ. Bên này như nào rồi? Tình hình rằng là chúng ta đang bị kẹt một vài lực lượng ở bên này. Thì vậy nên rằng là phải đợi tí này. Các bạn hộ tôi coi. Bên này hộ tôi coi. Rồi ok. Cuối cùng đã xong. Rồi ok, còn hai quốc gia nữa. Cố lên nào, hai đứa nữa. Republic Bulgaria has been puppeted
Vào đi nào, vào đi nào, vào đi nào, vào đi nào. Tại sao lại của mình lại ở đây? Vào lại mặt trận đi nào. Triển khai nào. Tất cả các anh cho mình aggressively đúng không? Rồi ok. Tiếp tục lại nữa nào. Vào luôn, vào luôn, vào luôn, vào luôn, vào luôn. Lần này bây giờ với tất cả sức mạnh của chúng ta sẽ nghiền nát quân đội của người Đức với cả rằng là người tiếp khắc. Khiếp, cái máy tính của mình đang rung rất là mạnh ấy. Thề luôn ấy, cái máy tính của mình ấy. Đéo hiểu sao rung mạnh đấy nhở. Cái quạt là sao ấy. Nhưng mà quạt thì máy nó nóng đâu nhở. Mình như mình nhớ rằng là cái CPU của mình thường, bình thường hồi trước mình chơi cả Red Dead Redemption 2 nó cũng chưa 50 độ CPU. Mà GPU thì cũng chắc là cũng tầm 75-76 độ rồi đó. Ai cũng lên level mới này. Infantry Expert này. Ok, rất cảm ơn các anh này. Ông này level mấy nhỉ? Level 6. Văn Tiến Dũng level 6. Lê Trọng Tấn level 8. Ui rồi, level 7. Được ấy, ông tướng nào của mình cũng đây này. Thì bây giờ rằng là chúng ta cũng lại bị mất luôn cả Mã Lai ở bên phía bên này luôn. Thì cũng khá là buồn. Tại sao? Rồi kệ đi này. Vào đi, vào đi, vào đi, vào đi. Hành quân thẳng về East Berlin luôn nhá. Vào luôn nào. Hành quân hàng vào Prague luôn này. Praha, dịch ra tiếng Việt là Praha. Mình nhớ là từ trước nay rằng là mình chưa đọc mấy cái tên kiểu dịch phiên kiểu phiên âm tiếng Việt ấy. Như kiểu rằng là mình nhớ rằng là có Praha này, Berlin với cả rằng là Moscow, Warsaw ở bên Budapest thì chắc là vẫn giữ nguyên này. Sofia, chả biết như nào nhỉ? Chắc là cũng giữ nguyên. Bucharest chắc là cũng giữ nguyên. Kiev chả biết được, bởi vì Moscow ừ đến phía nam rồi nhá. Minsk Karl Marx Start, đây là tên là Karl Marx Start. Start là cái gì, tỉnh à, là cái gì, chịu, chả biết. Chiến đấu tôi này hình như rằng là Cộng hòa Tập Khắc ấy, rằng là một trong nơi duy nhất ở trong phe của khối Warsaw Pact là có sự sụp đổ cộng sản là yên bình nhất. Rằng là hình như gì nhỉ? Sau đó là rằng là những cái người làm cách mạng ấy thì là họ không muốn là chia cắt Tập Khắc ra đâu. Tuy nhiên là sau đó rằng là vì lý do gì đó mà sau đó cuối cùng rằng là Tập Khắc đã bị chia cắt ra và đã thành như bây giờ rằng là Cộng hòa Séc với cả là Cộng hòa Slovakia. Thì tất nhiên là Séc lúc nào nó cũng mạnh hơn về nền kinh tế so với cả anh Slovakia rồi. Thì đến bây giờ vẫn là như vậy thôi, cũng chưa thay đổi lắm cả. Đã xong rồi ok. Thì bây giờ rằng là mình sẽ làm cho hai cộng hòa ấy đi nhở. Thì đầu tiên rằng là anh Slovak và cuối cùng rằng là anh Czechoslovakia. Puppet. Vào đi, vào đi, vào đi. Rồi ok, đã xong. Giờ chỉ có mỗi nước nữa thôi là sẽ ok này. Vào luôn nào mấy anh ơi, vào luôn, vào luôn, vào luôn, vào luôn, vào luôn. Lên thẳng East Berlin luôn nào. Mấy anh đâu, cũng vào thẳng luôn cả East Berlin nào. Vào luôn, vào luôn, vào luôn, vào luôn. To thật. Còn một tí thôi. Tuy nhiên rằng là anh Albania ấy, thì bởi vì rằng là mình muốn đi level với cả anh Yugoslavia, là mình sẽ muốn rằng là kiểu đi qua Yugoslavia và xử lý nốt cái anh Albania kia. Và như thế rằng là chúng ta sẽ hoàn thành bức tường sắt chúng ta ở cả bên phương đông của Đông Âu này. Tuy nhiên rằng là mình đã làm cái gì đây đây. Trông nó xấu vãi trưởng ấy. À thằng này dùng cùng ảnh à. Mình cứ tưởng đây là ảnh của anh người Nga. Hóa ra không phải. Khá là buồn. Vào đi, vào đi, vào đi, vào đi. Lên thẳng Berlin luôn. Vào luôn, vào luôn, vào luôn, vào luôn. Bây giờ mà toàn bộ lực lượng chúng ta bao vây ở Berlin thì chết nhỉ. Tuy nhiên rằng là bây giờ anh Đức thì sẽ chết chắc rồi, bởi vì rằng là chúng nó không có đủ lực lượng để mà bảo đảm mặt trận nó được. Chính ra rằng là mình đã từng định quay cả anh Đức này nhá. Hình như rằng là mấy hôm trước hay sao ấy, cái hôm chủ nhật thì rằng là mình định quay cái đấy. Tuy nhiên rằng là mình đã nghĩ mãi và cuối cùng rằng là chơi nó cũng không vui lắm ý. Thì vậy nên rằng là mình đã bỏ đi.
chiếm Berlin đi. Mau lên, mau lên, mau lên. Giữ tôi thằng này lại này. Và sau đó rằng là anh Đức bây giờ chiếm cả Leipzig này. Mình là thần tượng cả anh Napoleon nữa, thì vậy nên là chiếm Leipzig này phá tan bảo tàng nó ra hiểu tôi cái. Đấy, lên Schweizerin. Ổn thế. Cho lớp mình thì là lớp chuyên Anh mà, thì vậy nên là sau khi học xong đại học thì bọn nó có học ngôn ngữ khác. Lớp mình thì có hai đứa học B2 của tiếng Đức rồi. Ghê vãi cái trường ra. Đây, rồi ok. Bây giờ Nickleur cả anh Yugoslavia nữa. Anh Đức xử lý xong đã nhá. Xử lý xong anh Đức đã. Sập chưa, sập chưa, sập chưa, sập chưa. Chưa sập à? Chiếm lại Danzig này. Hổn hết cơ. Mà trước khi mà cái vua gồm hết hạn nhá. Của mình vua gồm hết hạn còn tầm đến tháng 9 à. Rồi ok, cuối tháng 9. Mời lên nào. Chiếm tôi vào đây này. Thủ đô cũ người Ba Lan này. Mấy anh cũng lên đây này. Còn mấy anh này sẽ vào đây của tôi nào. Anh sẽ vào đấy nhá. Anh sẽ lên đây nhá. Rồi ok. Rồi ok. Ui rồi. Cuối cùng thì cũng đã xong. Pape này nhá. Thành lập ra này. Rồi ok, sau đó rằng là mình sẽ muốn trả lãnh thổ bọn nó ở bên phía Ba Lan này. Đây, occupied territories thì rằng là return territory. Tại sao mình chỉ trả cho đấy thôi? Vãi, cứ là mình chỉ trả cái này á. Sao mà mình trả cái này? Mày đùa tao. thôi rồi, thì xem nào. Tất cả các anh, tất cả mọi người. Xem nào, còn lệnh ở đâu nhỉ? Tại sao này nó bị vướng nhỉ? Thôi rồi. Nói nào, Declare War và anh Yugoslavia nào. Xử lý nốt cả anh Yugoslavia, cả anh Albania nào. Xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống đi. Và mình sẽ Declare War luôn. Mình nghĩ rằng là sẽ khá lag bởi vì rằng là mình gọi rất là nhiều người vào đây. Crash game rồi này. Má là crash rồi à. À đây rồi. Rồi, cứ tưởng crash rồi. Phe mình là gần như là nửa thế giới mẹ luôn rồi ấy. Trung Quốc này, Nga này, Ấn Độ này, đủ kiểu này. Ôi rồi. Tấn công, tấn công, tấn công, tấn công, tấn công, tấn công. Ô, anh Bulgaria chưa gì có hai lính rồi cơ. Hay nhở? Từ nào? Thì bây giờ rằng là chúng ta 123 sư đoàn, mình bị mất khoảng tầm là cũng hơn 20 sư đoàn từ khi mà chúng ta xử lý xong bọn này nhở. Cũng hơi căng nhở. Mình sẽ cho anh Bulgaria cái Cộng hòa Macedonia này. Và sau đó rằng là như nào nhở? Anh Hungary mình sẽ cho Slovakia. Sẽ như ngày xưa luôn. Thực sự sẽ như ngày xưa luôn. Bây giờ ấy rằng là mình muốn đi đánh nhau với cả anh NATO. Thì vấn đề rằng là mình sợ nhất rằng là bây giờ mình đánh nhau bọn này cũng đang trong NATO à? Ừ, thì cũng hơi căng đấy. Hơi căng, hơi căng, hơi căng, hơi căng. Xuống đây nào. Xuống luôn, xuống luôn, xuống luôn. Và cả Zagreb luôn này. Thì nói chung rằng là lượng lính chúng ta thì nó cũng khá là đông. Tuy nhiên rằng là nếu mà so ra với cả anh Pháp thì chúng ta anh người Anh này, anh người Đức này, Ý này. Thì nhá, thì nếu mà mình có làm bắt sau ấy thì rằng là mình sẽ là sáp nhập cả anh Mỹ vào. Thì đấy sẽ là cái lựa chọn của mình nếu mình đánh nhau với cả anh Mỹ. Tuy nhiên rằng là nếu mà mình phải là kiểu tự mình đánh không cần phải cheat hay cái gì cả ấy, thì có lẽ rằng hơi khó. Thực sự là hơi khó. Bởi vì anh người Mỹ bây giờ rằng là anh có bao nhiêu lính nhở? Mình nghĩ rằng là về chính sách của nó có lẽ là không nhiều, 400-500 lính. Mẹ cứt mình đánh được. Nhá, cứt mà mình đánh được. Thề luôn. Vào đấy tôi coi. Ở chỗ này tràn vào Belgrade của tôi được không? Mau lên nào. Ơ kìa, mấy anh làm gì mà chậm đấy. Ơ, lính của Bulgaria đâu hết rồi. Chia nhau ra.
xuống luôn nào. Tôi cần một vài anh vào Belgrade này. Nói chung rằng là mình sẽ nghĩ em có làm phát nữa không nhá. À, mình còn không nhớ đây là phát bao nhiêu nhỉ. Ở đây phát bao nhiêu đéo nhớ nữa, thôi kệ mẹ đi. Albania. Khi Albania mà sáp nhập vào Cộng hòa Yugoslavia mới nhỉ? Thay vì đền bù cho bọn nó cái khu vực phía mất Macedonia về tay của người Bulgaria nhỉ? Mình nghĩ thế cũng khá là ổn chứ. Khá là ổn. Chiếm nốt tôi Pristina này. Ở Kosovo á? Hả? Huh. Mình chia bản đồ ấy thì là bình thường là mình sẽ muốn rằng là cho nó đẹp như thế nào. Thì vậy nên rằng là mình sẽ muốn cho anh Bulgaria khu vực phía là Macedonia. Có khi tương lai anh này là đang trong NATO đúng không nhỉ? Ở NATO hơi căng này, không được đâu. Đi bộ vào, sắp chưa. Gần sập. Còn một thành phố nữa thôi. Chiến lược thành phố nữa nào. Vào đi. Hạ thấp cái autonomy của ai đấy? Của ai? Của anh Ấn Độ à? Ui rồi. Ok, chúng ta sẽ annex hoàn toàn luôn cả anh Ấn Độ luôn. Thì vấn đề rằng là mình chủ yếu mình nghĩ rằng là ấy, anh này có chống đối mình không? Có à? À thế mình sáp nhập vào làm gì? Mình đéo hiểu lắm, thôi kệ mẹ đi. Không sao cả. Thủ đô của chúng ta sẽ vẫn ở là phía Việt Nam như bình thường thôi. Đầu tiên ấy anh ở Rập anh có nhiều điểm ấy. Xem nào. Romania, Bulgaria, rồi cái Bulgaria. Tôi sẽ cho anh Macedonia. Trông xấu quá. Rồi ok. Sau đó rằng là chúng ta sẽ cần cho ai tỉnh nào nhỉ? Hungary. Anh Hungary thì mình sẽ cho Slovenia, Slovenia thuộc về Áo nhỉ? Trông xấu quá. Nhưng mà cái này mình muốn theo lịch sử một chút là theo những ngày xưa ấy. Đây còn lại thì mình sẽ muốn thành lập lại mới cộng hòa mới nhá. Sao lại hết sạch đi nhá, sao lại Socialist Republic puppet. Ok, enter đã xong. Ôi rồi. Mình làm gì này? Lệnh mới đâu đấy? À đây, vào đây. Mời anh vào lại đây nào, xử lý nốt cho tôi anh Albania nào. Chúng ta gần xong tới nơi rồi. Nốt nào. Anh Thổ Nhĩ Kỳ là cũng sẽ một vấn đề khá lo nhá. Bởi vì là thằng cha này sẽ cần phải xử lý hai mặt trận đấy. Thì vậy nên rằng là mình sẽ phải chia khá nhiều lính của mình ở đấy. Thì anh Liên Xô thì bây giờ rằng là anh có bao nhiêu lính nhỉ? 7 sư đoàn thì ok cũng biết vậy đã. Vũ khí của mình bây giờ thì rằng là mọi thứ đều thừa vãi cả trường ra. Thì vậy nên rằng là nếu mình muốn thì mình có thể rằng là kiểu chiêu mộ em lính được. Mình spam khoảng tầm thêm khoảng tầm 50 sư đoàn được. Manpower mình cũng khá là nhiều mà. 4,7 triệu gì đó. Vào đây. Đã xong. Rồi ok, thì rằng là mình nghĩ hôm nay chúng ta sẽ mình tới đây nhá, để mình ngắm thử một chút đã. Ôi rồi. Rồi nào. Đây chính là phe của Việt Nam vô địch. Đây rồi. Cuối cùng đã nhìn thấy rồi. Việt Nam vô địch rất là trình hình, tuy nhiên rằng là Việt Nam tận tới này cơ, mà Việt Nam vô địch tận trên này. Ok mẹ đi. Rồi ok, vậy thì mình rất mong bạn sẽ like và subscribe để ủng hộ cái mình. Và đó thì chúng ta vẫn chưa biết rằng là liệu có phát sau hay không. Thôi kệ mẹ đi. Bye bye. Dừng lại nào.